Kính chào quý vị, tôi trân trọng gửi đến quý vị một bài viết của ông John Stryker Meyer, tác giả là một cựu quân nhân lực lượng đặc biệt Hoa Kỳ. Và bài viết này mang tên Across the Fence, bên kia hàng rào. Và được ông Nguyễn Văn Phúc chuyển dịch từ chương 13. Tác giả John stryker Meyer đã đến Việt Nam năm 1968 về căn cứ FOB 1 viết tắt của chữ Forward Operating Base tại Phú Bài, Huế và được chọn về toán Adaho bao gồm các quân nhân Việt Mỹ. Ông và toán Adaho nhảy nhiều lần xuống thung lũng A Sao bên đất Lào và có lần được tuyển chọn cho công tác ở bên Miên. Trong chương 13 này, chúng ta sẽ thấy Toán sau khi nhảy xuống bãi đáp, bị cộng quân vây kín và bị đốt hòa công. Mời quý vị nghe. Ngày Giáng sinh của năm 1968 vẫn là một ngày bình thường như mọi ngày của Toán, Idaho. À, sáng sớm, Toán lên chiếc King Bee bay ra Quảng Trị. Đây sẽ là nơi khởi hành của chuyến công tác. Buổi sáng, chúng tôi bận rộn vì có những sự việc phức tạp với các đơn vị yểm trợ. Mọi chuyện cũng tạm ngưng khi chúng tôi đến Quảng Trị. Cuối cùng, chúng tôi cũng bước được vào phòng thuyết trình. Công tác cho ngày đó sẽ là các mục tiêu bí mật MA phía tây vùng phi quân sự bên đất Lào dọc theo con sông chảy quanh vùng phi quân sự bên trong phòng thuyết trình có một bản đồ thật lớn được treo bên trên tường và trên bản đồ là tất cả các mục tiêu nằm bên vùng phi quân sự và các mục tiêu của MA bên đất Lào những tấm bản đồ mà chúng tôi mang theo khi đi công tác là những tấm bản đồ loại nhỏ, chỉ là những đoạn cắt rời ra. Căn bản là nếu bị tịch thu thì bản đồ nhỏ sẽ trở nên vô ích đối với quân địch. Trên các mục tiêu trong tấm bản đồ có nhiều mục tiêu đánh dấu MA, MA10 đến MA16 hay 18 nếu ta đọc thơ tiếng Việt là ma, ma 10 đến ma 16 hay 18. Hai cái số nhỏ là ma 10 và ma 11 là hai mục tiêu nằm trong khu vực sát phía tây của biên giới Nam Việt Nam. Số cho mục tiêu ma của toán tôi lớn hơn, vậy thì nó phải nằm xa vào trong nội địa Lào, gần một khu vực nơi mà báo cáo cho biết quân bắc việt đang xây dựng các ống dẫn dầu quân bắc việt cần xăng dầu để di chuyển xe tải và quân lính dọc xuống đường mòn hồ chí minh đường ống dẫn dầu sẽ mang lại nhiều hiệu quả hơn là xe tải chở dầu xuống hướng nam khi nhìn vào bản đồ chúng tôi nhận thấy một chuyện sẽ gây khó khăn có thêm nhiều súng phòng không tụ nhóm lại quanh khu vực hành quân của chúng tôi. Các nhân viên tại phòng thuyết trình cảnh giác cho các phi công trực thăng và phi công trên chiếc Covey rằng có nhiều chỗ mới có phòng không 12 ly 7 và 37 ly trong khu vực hành quân. Nhiều lần, các phi công King B chỉ vào một vị trí mà họ đã bị phòng không của quân Bắc Việt bắn vào họ. Vì có thêm nhiều tổ phòng không của quân Bắc Việt đặt dọc theo vùng phi quân sự và các mục tiêu MA, cho nên các phi công King bi nói họ sẽ bay là là sát mặt đất, thẳng vào bãi đáp. Tuy nhiên, hôm nay, trực thăng sẽ bay theo hình xoắn ốc, không tắt máy, xâm nhập vào bãi đáp. Thưa quý vị, nơi đây, người đọc xin muốn giải thích một chút bay xoắn ốc có nghĩa là từ trên cao hạ vòng ABM và cho rơi tự do cho đến khi gần đến mặt đất thì lấy lại vòng quay và bay là là xuống bãi đáp. Trước khi vào phi vụ này lời nói của một trong những sĩ quan thuyết trình chúng ta không muốn thêm một bê đờ nữa. Ý muốn nói rằng nơi đây đã hy sinh một Trung sĩ Arthur E. Bader hy sinh trong một công tác mang tên Eldest Son, đứa con trai lớn nhất. Trực thăng King Bee đã bị bắn rơi trên bờ trời Lào, vùng hành quân đồng cỏ cháy. Prairie Fire mang theo phi hành đoàn cùng bảy người lính mũi xanh Greenberry. Những sĩ quan này cũng cho chúng tôi biết có những báo cáo về các đặc công Bắc Việt trong vùng các toán thám sát tại Con Tum đã chạm trán với đám đặc công Bắc Việt ít nhất một lần trong năm vừa qua. Cuối cùng, chúng tôi lên trực thăng. Đại bít tường, viên phi công bay dẫn đầu nói, ông sẽ mang nguyên cả toán trên chiếc H-34 vì điều kiện thời tiết và chiều cao của các đỉnh núi cho phép chiếc trực thăng cũ kỹ mang nổi. Trong lúc thuyết trình, chúng tôi được cho biết là cô vây đã tìm được một bãi xâm nhập ở một thung lũng hẻo lánh nơi không có sự hoạt động của quân địch với hy vọng nơi này sẽ là nơi có ít khả năng có mặt những tên kiểm soát bãi xâm nhập hay những tên địch quân truy lùng từ những khu vực chung quanh chúng tôi sẽ khám phá ra việc này trong một thời gian ngắn thôi khi lên trực thăng tôi cảm thấy thích toán của tôi gồm có Lin Black tham gia với Bubba và tôi. Hai người này rất liều mạng, nhưng cũng rất thận trọng, thông minh và cũng ăn nói khéo nữa. Phước là người đi đầu, Hiệp là người thông dịch viên và Tuấn thì thủ cây M79. Tôi ở trong toán Idaho được 7 tháng rồi và tôi là người lính Hoa Kỳ thâm niên nhất của toán. Tôi vẫn xem tôi là một người lính mới thôi. Vậy mà sau bao lần nhảy toán với bao gian nan nguy biến đã làm cho tôi cảm thấy tôi già hơn tuổi 22 của tôi. Tôi vẫn tự hỏi không biết tôi có thể nhìn thấy được sinh nhật thứ 23 sắp đến trong vòng 25 ngày nữa hay không. Điều thuận lợi nhất là chúng tôi có đại uy tường một trong những phi công tài giỏi nhất của phi đoàn 219 Kinh Bi, không quân Việt Nam Cộng Hòa. Dũng khí và tài bay bổng phi thường làm cho ông là một trong những phi công Kinh Bi được nể phục trong chương trình CNC Command and Control. Tôi lạc quan nghĩ công tác sẽ được suôn sẻ, đặc biệt là Covey đã tìm được một bãi xâm nhập vắng vẻ khi chúng tôi bay về hướng Tây, song song với vùng phi quân sự. Đại úy Tường liền bay theo lời yêu cầu của viên sĩ quan thuyết trình viên tiến đến mục tiêu. Ngay sau khi chúng tôi bay qua Lào, viên xạ thủ Đại Liên bắn thử súng. Cây súng này bị trở ngại tác xạ nhiều lần trước đây khi một viên đạn bay ra khỏi nòng súng. Đại Liên luôn luôn bị trở ngại tác xạ nhiều như anh đã xài nó. Tôi đã luôn luôn hỏi tại sao họ đã không thay thế mấy cây súng đại liên bằng loại mới M60 hay 50 ly. Đại úy tường bắt đầu cho trực thăng giảm cao độ trước khi bẻ về hướng phải, mang trực thăng vào trong một hẻm núi nằm giữa hai ngọn núi lớn. Chiếc khinh bi vẫn bền bị bay lên đỉnh núi. Tôi ngồi ngay cửa hướng về phía đông. Khi trực thăng tiếp tục bay lên cao, tôi bỗng trông thấy một cái tròi khoét sâu vào trong núi với một hay hai người trong đó. Họ nhìn giống như dân bản xứ trong vùng vậy. Mặc dù không bận đồ lính Bắc Việt, không thấy radio hay anten, và họ có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy chúng tôi. Cũng giống như chúng tôi đã ngạc nhiên khi nhìn thấy họ vậy. Vài giây sau, đại úy tường bay trực thăng vào bãi đáp. Một đồi nhỏ bao trùm với nhiều cỏ voi. Tôi không chịu nhảy ra khỏi trực thăng khi tôi nghĩ trực thăng đã chạm đất và đã do dự vài lần. Và khi tôi cảm thấy bánh xe trực thăng chạm đất và có thể thấy được đất màu nâu thì tôi nhảy ra. Cả toán ai đê hồ xuống hết trực thăng. Việc xâm nhập chỉ là một vài dân địa phương hoảng sợ. Rất nhanh, giống như những lần xâm nhập bên miên trước đây một tháng, mà tôi và bấp bờ rất thích. Khi nhìn từ không trung, đám cỏ voi dày và cao hơn. Nó cao đến cả 10 feet, tức khoảng hơn 3 mét. Đáng lẽ chúng tôi di chuyển ngay khi vừa xuống bãi, nhưng chúng tôi ngồi lại đó. Tôi hỏi Black rằng, anh có nghĩ dân địa phương sẽ giúp bọn bắc việt hay không anh hỏi tôi có khùng không đấy dân địa phương đâu có được sự lựa chọn nào đâu câu hỏi chính là chúng tôi có thể rời khỏi bãi đáp và rời xa khỏi chỗ này mà tránh khỏi được bọn bắc việt truy lùng và đám đặc công bắc việt đang quan sát tìm kiếm chúng tôi có thêm một câu chuyện làm tôi khó chịu là cái đồi đầy cỏ voi chỗ chúng tôi vừa xuống lại quá xa đầu ngọn núi xa hơn là tôi đã mường tượng trong lúc nghe thuyết trình. Thế là chúng tôi phải tìm đủ mọi cách để đến chỗ đất cao trước khi trời tối. Sự an toàn của toán đang trong tình thế nguy hiểm. Chỉ vài phút sau, chúng tôi rời bãi di chuyển về hướng đông tiến về khu rừng dày đặc tôi thật ghét cỏ voi vì di chuyển trong bãi cỏ voi khiến chúng tôi mất nhiều sức lực vì chúng quá cao ngoài ra những cái lá của nó cứ cứa vào mặt làm rát mặt tôi chúng tôi đã gây nhiều tiếng động khi di chuyển trong đám cỏ này tiếng động gây trở ngại trong khi chúng tôi cố gắng di chuyển càng nhẹ nhàng càng tốt lên đốt thôi, điều rất quan trọng cho sự sống còn ở trong rừng. Tôi gọi máy cho Spider và hỏi anh có thể cho tôi hơn 10 phút coi như ngoại lệ trong thủ tục thường lệ. Tôi nói cho anh biết rằng chúng tôi không có sự lựa chọn và đã phải bay qua một cái tròi nhỏ xây sâu vào trong vách núi. Spider ngạc nhiên về cái tin đó anh và viên phi công trên chiếc cầu vây đã không nhìn thấy cái tròi trước đó. Tôi giải thích rằng không ai có thể thấy nó khi nhìn từ trên cao bởi vì khu rừng dày với những tầng cây mọc bao phủ quanh bên trên. Trong khi tôi báo cáo với Spider, thì Black tiếp tục cho Toán di chuyển về hướng đông. Anh đi sau Phước và Tuấn và tôi thì đi đoạn hậu di chuyển qua đám cỏ voi đã lấy hết nhiều thời gian của chúng tôi và chúng tôi bắt đầu cảm thấy nôn no nao trong bao tử. Cái đám cỏ voi này gợi nhớ tới Echo Fall hai tháng trước đây và nó làm cho chúng tôi đi rất chậm. Khi nhìn lên bầu trời màu sáng, tôi đoán áng chừng như cơn dông bão đang chuẩn bị kéo đến. Trong chuyến công tác này, tôi có mang dư thêm một cái áo lạnh trong ba lô nhưng lại không có áo đi mưa spider hỏi xem anh ta có thể rời khỏi vùng hay không tôi bấm vào máy báo hiệu trả lời được và tôi để cho chiếc cô rời khỏi vùng chúng tôi di chuyển gần đến khu rừng ba tầng tuy vẫn còn ở trong khu cỏ voi cái khu rừng này nhìn còn cao hơn cả tòa nhà Empire State Building ở mỹ rồi phước nổ súng bắn nguyên cả trang có thể có một hay hai tiếng súng nổ bắn trả lại của quân địch từ cái vị trí rằng sau toán tôi có thể đang ở Broadway ngay tại New York bởi vì tôi không thể trông thấy phước black hiệp hay Bubba. tôi liền gọi cho spider và báo cho anh biết chúng tôi đang chạm nhẹ với địch và khẩn cấp xin được bốc ngay. Spider nói, Thiêu, tôi không chấp nhận đâu. Tôi biết anh đang nói đùa đấy. Cảm ơn Thượng Đế. Tên trung úy trẻ ngồi ở bàn giấy đã không đi bay trên chiếc cơ vây hôm nay. Tôi tự nói với chính mình như vậy. Không còn súng nổ nữa thì toán di chuyển trở ngược lại phía sau tôi trong khi chờ đợi tôi cảm thấy hình như có một con đĩa trong ống quần nó đang bò vào cái chỗ kín riêng tư của tôi để được hưởng nhàn chắc chẳng cần biết đến quân Bắc Việt giờ này chẳng cần biết đến mây mưa lạnh lẽo nếu con đĩa cắn tôi ngay chỗ đó thì sao nhỉ tôi liền giũ chân thật mạnh và thọc tay vào quần đúng, đúng rồi đúng rồi đúng phải là con đỉa của tụi lính Bắc Việt. Nó vẫn còn di chuyển lên trên đùi tôi. Tôi ngay lập tức búng cho nó rơi xuống ống quần, rồi cởi dây và thảy cái thằng cộng sản đó xuống đất. Rồi tôi đạp lên nó và giữ nguyên đó trong nhiều giây. Black nguyên đùa. mẹ cái đám cỏ voi mất dạy. Im lặng đi, Bọn chúng có thể nghe chúng ta xa từ Hà Nội đấy. Với sự thông dịch của hiệp, Phước nói anh đã nghe được tiếng người nào đó trong rừng khi mà anh vừa rời khỏi đám cỏ voi từ góc phía đông. Anh bắn vào họ và họ cũng nổ súng bắn trả lại một hay hai tiếng nổ. Phước cho biết không phải là súng AK47 khi nói chuyện thầm thì với nhau chúng tôi nghe tiếng chuyển động từ phía đông nam họ ở xa vừa phải để chúng tôi không thể trông thấy tuy vậy họ ở dưới chân đồi và quá gần đến nỗi tôi phải thảy trái lựu đạn xuống hướng đó quân địch không phản ứng đám cỏ voi nhìn cao hơn và làm cho chúng tôi bực mình hơn nữa mỗi lần di chuyển chúng tôi gây nhiều tiếng động Lúc quan sát về phía đông nam, muốn biết chuyện gì đang xảy ra bên đó, chúng tôi chỉ nghe tiếng chuyển động bên hướng đông bắc. Một lần nữa, không có nhiều di chuyển, nhưng bọn chúng đang cố gắng bọc ngang sườn chúng tôi. So ra dấu cho biết anh muốn thầy trái lưu đạn M26 vào hướng đông bắc. Nói xong, anh nhẹ tay bật cái chốt quăng cái thìa đi đếm một hai rồi thảy nó vào ngay chỗ có tiếng động giữ thêm hai giây và thảy vòng cầu trái lựu đạn nổ trên không trung làm tăng thêm miệng chết người hơn với hy vọng rơi ngay trên đầu quân địch bây giờ chúng tôi đang toát mồ hôi không nghe tiếng động cơ phi cơ nhưng chúng tôi vẫn nghe tiếng di chuyển ở hướng đông nam. Spider gọi tôi trên máy truyền tin. Giọng nói của anh nghe như có vẻ khẩn thiết khi anh ra lệnh cho chúng tôi không được đi về hướng đông bắc. Tôi lặp lại, không di chuyển toán về hướng đông bắc à? Anh hỏi gặng lại để chắc chắn tôi hiểu rõ tin anh vừa nói. Nhận rõ không mang toán về hướng đông bắc tôi rất ngạc nhiên bởi cái giọng khẩn nài của anh tôi báo cho black biết hướng đông bắc là con đường có vẻ ít gặp sự kháng cự nhất và là cơ hội để chúng tôi tiếp tục công tác lời thông báo ngắn và những tiếng động ở hướng đông bắc phủ nhận việc đó anh nói anh nhận được tin tình báo hỗ trợ cho lệnh của anh bắt chúng tôi không được đi về hướng đông bắc như vậy chúng tôi phải lo cho sự sống còn của toán chứ tôi tò mò muốn biết tin tình báo như thế nào mà anh lại chắc chắn như vậy rồi tôi ngưng không suy nghĩ về cái giả thiết và trở về ngay với tình hình hiện tại chiến trận ngay dưới đất này chúng tôi biết chắc chắn có bao nhiêu quân địch đang tiến đến bởi vì chúng tôi gây nhiều tiếng động trong cái đám cỏ voi và cỏ voi cũng làm cho chúng tôi khó nghe được những tiếng động khác. Có phải là bọn đặc công mà chúng tôi đã nghe lúc thuyết trình không? Nếu là chúng, bọn chúng cũng phải di chuyển có cái đám cỏ voi kinh tởm kia nơi mà chúng tôi đã đang bị giữ chân nơi này. Những báo cáo tình báo trước kia cho biết đám đặc công chỉ bận khăn quấn ngang thắt lưng mang áo giáp và cầm súng AK-47 loại mới với bán xếp mà nhiều người gọi là AK-50. Bọn chúng phải mang dao, nhưng ở đâu? Những tiếng động từ phía đông bắc làm tôi ngưng nghĩ về những câu hỏi không thực tế về bọn đặc công. Black thầy trả lưu đạn thẳng về tiếng động ngay nơi đó. Black nói, tôi ngửi thấy mùi khói hoặc là từ mấy trái lưu đạn của chúng ta hay là từ bọn lính Bắc Việt đã đốt lửa vậy nhỉ? Bây giờ đúng là mọi chuyện đang sôi động nơi bãi đáp. Tôi gọi cho Spider. Tôi cho anh biết chúng tôi bị bao vây và có lửa cháy hai bên sườn của vị trí phòng tuyến. Vì vị trí của cái đồi nhỏ bên hẻm núi với ngọn núi nhô cao hay hướng đông và tây việc dùng phi cơ phản lực coi như không thể được. Dùng trực tăng hỏa lực cũng sẽ gặp nhiều khó khăn vì địa thế và từ nơi mà quân địch đang ở. Trong vòng ít phút, chúng tôi đã bắt đầu ngửi được mùi khói. Tiếng nổ lách tách của lửa đốt trở nên nhiều và ầm ỉ hơn. Black tiến đến phía tây để tìm một con đường thoát. Nếu chúng tôi thử đào thoát bằng con đường đó, đám cỏ voi sẽ làm cho chúng tôi vào trong vòng nguy hiểm nhiều hơn. Trung quanh lại không có các cây cao để chúng tôi có thể trèo lên quan sát được tốt hơn. Bây giờ thì chẳng còn phải lo tiếng động gì hết. Black đẩy đám cỏ voi rạp xuống. Tôi cố gắng tiến lên hướng Bắc, nhưng đám cỏ voi vẫn còn cao và dày lắm quân Bắc Việt tiến về phía Bắc chúng tôi. Thế là chúng tôi bị bao vây cả ba mặt rồi, vì chúng tôi ở trên cao hơn, nên chúng tôi cố gắng làm thành một phòng tuyến trong đám cỏ voi bằng cách làm cho chúng ngã rạp xuống. Nhưng đây không phải là chuyện dễ dàng. Tôi và bấp bờ chặt đứt cái đám cỏ voi bằng con dao đi rừng. Black nhảy thẳng vào chúng dùng sức nặng của thân hình cộng thêm các dụng cụ mang trên người, cố gắng làm cho chúng ngã rạp xuống. Tôi và Black biết nếu chúng tôi có thể chặt ngã đám cỏ voi xuống thấp, chúng tôi có thể trông thấy được quân địch tiến ra từ đám cỏ voi đến vị trí của chúng tôi. Spider gọi máy cho biết chiếc kinh bi còn cách Bại đáp 2 phút. Rồi anh hỏi, cuộc chiến đang diễn ra như thế nào? vì anh nghe tiếng nổ lách tách chung quanh mà anh nghĩ là tiếng súng của quân địch tôi nói với anh nếu chiếc khinh bi không tới nơi được sớm toán ở đê hồ sẽ chạm trán với địch và với các đám lửa cháy gió đang thổi mạnh trong hẻm núi từ hướng nam lửa càng ngày càng cháy dữ dội hơn khi khói bay phất phới lên ngọn đồi và xuyên qua phòng tuyến tiếng nổ lách tách của đám cỏ voi cháy khét lớn đến độ có nhiều tiếng nghe như tiếng súng nổ hiệp hỏi kinh bi sắp đến chưa tôi cho anh biết trực thăng của đại úy tường cách xa khoảng một phút bay Bubble nói tụi nó đốt thêm nhiều đám cháy nữa bây giờ tiếng động từ đám cháy làm cho chúng tôi phải nói lớn tiếng gần như là la hét với nhau khói trở nên dày hơn làm tôi đổ thêm nhiều mồ hôi chúng tôi thảy thêm nhiều lựu đạn xuống dưới đồi để làm cho bọn chúng phải cúi đầu xuống tiếng động từ hai đám cháy quá lớn tới nỗi nếu bọn lính bắc việt mở cuộc tấn công thì chúng tôi cũng không thể nào nghe được lúc đó con đường mà bọn chúng tấn công sẽ phải là con đường ngoằn ngoèo từ hướng Tây ngọn đồi tới Bãi Đáp. bờ nói anh đã trải mình Claymore ngay đó rồi. Black cho biết đám lửa đang cháy qua bãi cỏ voi ở sườn Tây chúng tôi, ngay chỗ sườn dốc của Bãi Đáp xuống dưới hẻm núi. Đám cháy phía Nam bây giờ trở nên ác liệt thêm từng giây và tiếp tục di chuyển lên dọc theo sườn ngọn đồi tiến thẳng đến chúng tôi và bao quanh hướng đông. Thêm một hay nhiều đám cháy ở hướng bắc và đông bắc. Nhưng bọn Cộng sản không tiến nhanh đến chúng tôi như đám cháy ở hướng nam. Black và Shaw lấy nhiều cục thuốc nổ C4, cắt chúng ra làm hai và đắp ngòi nổ lên. Vì cái đám cháy từ hướng nam tiến quá nhanh, chúng tôi đặt C4 ngay đầu đám cháy cho nổ tung. Chính là làm cho đám cháy chạy trở ngược xuống đồi. Bây giờ thì khói quá dày, tôi phải lấy cái khăn xanh che mũi lại. Những cục than hồng bay cao lên trên đầu khu vực phòng tuyến nhỏ, lợm chợm, mang theo bụi và những mảnh lửa nhỏ. Cùng tàn lửa bay xuống đám cỏ voi và ngay cả vào chúng tôi nữa chỉ có Hiệp và Tuấn là đội nón. Còn chúng tôi đám còn lại, tóc bị ướt sũng. Hơi nóng từ các đám cháy trở nên dữ dội hơn, tới độ Black và so bị phòng khi cố gắng chặn đứng ngọn lửa đang tiến đến. Tất cả chúng tôi phải búng cho hay tàn lửa khỏi quần áo hay da. Black nói với tôi, bọn lính Bắc Việt đang ở phía sau, không xa đám lửa mấy tuấn đã báo cho biết anh thấy những cái bóng phía sau đám lửa ở hướng nam và đông nam black cũng quan sát những cái bóng như vậy anh không chắc là thật hay không hay chính là hiện tượng gây ra bởi đám lửa hay do cơn gió nóng càng lúc càng dữ dội hơn rồi bấp bờ cũng nói đã thấy giống y như vậy bọn lính không để xuống vào vị thế khai hòa, Trông chúng có vẻ rất thanh thản. Black và Phước đặt thêm mình Claymore ngay sườn đồi hướng Nam và Đông Nam. Khi Spider cho biết kinh bị sẽ đến trong vòng 30 giây nữa, tôi ra hiệu cho Tuấn, Black, Phước và so cho nổ mìn Claymore. Cuối cùng chúng tôi đã nghe được tiếng động cơ của trực thăng kinh bi. Bởi vì tôi nhận định có nhiều hoạt động của quân địch Bắc Việt ở hướng Nam và Đông Nam. Tôi liền bảo Spider cho đại úy tường mang chiếc kinh bi vào từ hướng Bắc. Sẽ dễ dàng đáp xuống thấp khu hẻm núi hơn. Khói bây giờ trở nên ngột ngạt khiến chúng tôi bị ngộp thở. Khi một đám khói đen và xám khổng lồ thổi vào vị trí chúng tôi. Black chỉ cho thấy đám lửa cháy đã lâu ngay hướng đông nam, rằng bọn Bắc Việt có thể dùng cái khu vực đã cháy đó để tấn công. Tôi, Black, So và Tuấn bắn đạn M79 vào hướng nam và đông nam. Tôi lo chú ý đến chiếc King bị trong khi Black và Bubber cho nổ thêm hai cục C4 để giữ đám cháy lại tiếng nổ làm chậm đám lửa lại và những tiếng chuyển động của quân Bắc Việt đang ở phía sau. Black, Bubber và Tuấn bắn M79 lựu đạn theo lối cầu vòng vào hướng nam. Khi đại úy tường bay chiếc trực thăng xuống vách núi, thẳng về phía chúng tôi, ông đã biết rõ chúng tôi đang ở đâu rồi. Nhưng khói quá dày, làm cho ông khó trông thấy được bãi đáp trông giống như chúng tôi đang bị nhốt kín trong một khu vực trạng và Twilight Zone. Với khói lửa đang tràn nhanh lên núi, cùng với quân địch bắn vào chúng tôi. Và thấy được sự cứu giúp cần kề, nhưng lại quá tầm tay không nắm bắt được. Khi chiếc trực thăng cũ kỹ Skorsky còn cách bãi đáp khoảng 75 feet và đang tiến thẳng xuống chúng tôi theo tôi lúc bây giờ hình như cánh quạt trực thăng quay quá chậm. Trong một giây phút ngắn ngủi, tôi nghĩ chiếc trực thăng sẽ rời khỏi bãi đáp vì khói bao phủ dày quanh bãi đáp quá đặc. Tim tôi ngừng đập. Nếu ông đại úy rời bỏ chúng tôi, chắc chắn chúng tôi sẽ chết. Một vài phút bây giờ, nay đã trở thành một vài giờ hay cả một thế kỷ tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng hơn bất cứ lúc nào. Tôi thấy rõ khói, lửa, tiếng nổ lách tách và tiếng súng nổ của quân địch nữa. Tôi đứng ngay sát phía tây phòng tuyến, vẫy tấm panel màu lên bầu trời, cố gắng cho phi công thấy nó. Chiếc H-34 vẫn tiếp tục ra xuống thấp và bay rất chậm. Tôi chỉ nhìn thấy bụng của chiếc trực thăng với cái đầu khệnh khạng đưa qua phải rồi qua trái, tiếp tục xuống thấp, trông giống như con bọ ngựa khổng lồ. Cánh quạt trực thăng xoay quanh thổi gió ao vào chúng tôi. Cuối cùng, mỗi trực thăng hướng về phía trái và tôi có thể nhìn thấy đại úy tường. Nhìn thấy mặt ông, nhìn thấy ông ngồi điềm tĩnh trong chiếc ghế phi công, khiến cho lòng tự tin của tôi dâng lên cao hơn. Chúng tôi chắc chắn biết rằng mình sẽ thoát nạn thêm một lợi ích nữa từ cánh quạt trực thăng nó đẩy khói và lửa bay trở ngược xuống đồi thông thường khi bốc cánh quạt gây nhiều trở ngại cho toán vì nó mang bụi đất lá cây những cành cây nhỏ và những hòn đá trong khi tiếng động làm khó nói chuyện được với nhau và gió xoáy làm đau mắt nhưng vào cái ngày Giáng sinh của năm 1968, cánh quạt trực thăng mạnh mẽ này đã là vị cứu tinh cho Toán Idaho. Nó đẩy lùi lửa và khói trong lúc Toán Idaho nhảy vào trực thăng. Cánh quạt quay thật mạnh, đẩy đám lửa xa xuống đồi, làm cho quân Bắc Việt phải rút lui hay sẽ bị cháy phòng bởi chính đám lửa của chúng gây ra là người cuối cùng lên trực thăng tôi ra hiệu cho viên xạ thủ đại liên rời khỏi vùng tôi ngồi ngay cửa khi đại úy tường điều khiển trực thăng lên cao vài feet trước khi ông bay về hướng nam khi chúng tôi rời khỏi ngọn đồi lửa cháy lan lên đỉnh đồi và nhận chìm bao trùm lên khu vực chúng tôi đứng trên đó vài phút trước đây đại úy tường tống ga bay nhanh trong hẻm núi nơi mà chúng tôi đã bay ngang tôi gọi máy báo cho spider rằng toán đã bình an thêm một lần nữa toán của chúng tôi tạo được phép màu kỳ diệu sau lần công tác arelanin vẫn chạy nhanh chúng tôi vừa thoát nạn thêm lần nữa thật là sung sướng khi được hít thở không khí chúng tôi không nghĩ gì đến lễ giáng sinh mẹ hiền hay những món quà hoa của chúng tôi bây giờ là còn được sống. Tôi nhìn Black và Bubber, họ bị cháy lông mi, lông tay, nhỏ bụi đen bám đầy trên gương mặt đầy mồ hôi của họ. Tôi bắt đầu bị run khi chiếc khinh bi bay về hướng đông nam, hướng về Quảng Trị. Tôi bị run vì nhiều lý do, cơn gió lạnh thổi vào người đầy mồ hôi của tôi và sự sợ hãi trực thăng bay lên cao, nên lạnh hơn dưới bãi đáp nhiều. Tôi nhận thức được, thêm một lần nữa, toán à suýt bị xóa sổ. Là One Zero, một Zero trưởng toán của hai nhóm nhỏ anh em thám sát dũng cảm này, tôi cảm thấy run sợ hơn. Đại úy tường bay về Quảng Trị trước vì trực thăng gần hết xăng chúng tôi trở về phú bài khi bóng đêm sắp sửa tràn về cũng giống như những lần trước đây đại úy tường cho phép tôi ngồi trên ghế của phi công phụ khi gần hết chuyến bay tôi hỏi đại úy tường ông có mệt mỏi lắm không khi phải kéo toán đa hồ ra khỏi những nơi luôn luôn nóng tôi ngụ ý nóng đây về cả hai lãnh vực không hề chi ông nói quá nhiều khói nhưng không ăn nhầm gì hết bây giờ kinh bi bay về nhà ngày mai chúng ta bay tiếp nhé tôi nói cho ông biết tôi có thể nghỉ ngày mai ông nói kinh bi vẫn tiếp tục bay chắc chắn là vậy kinh bi không bao giờ nghỉ ngơi khi chúng tôi đáp sống phú bài ông chúc tôi giáng sinh an lành nhưng từ chối việc tôi mời ông uống một ly nước trong câu lạc bộ Gia đình ông đang chờ ông ở Đà Nẵng, chỗ thường trú của phi đoàn 219 Kinh Bi, nằm trong phi trường Đà Nẵng. Black và So đi lấy thức ăn và nước uống cho toán, trong khi tôi bước vào phòng 3 báo cáo sơ khởi về chuyến công tác. Sau đó, tôi đi tắm nước lạnh ở Phú Bài. Lúc ấy tôi đã quen với nước lạnh và thấy thật là thoải mái. Sau chuyến công tác tắm rửa thật là sung sướng. Vừa quét gội đi những bụi bặm và mồ hôi, vì ở dưới đất đầy bụi cát, cũng vừa chắc chắn rằng tôi vừa sống sót thêm một ngày nữa ở cái vùng công tác Fire đó. Trong lúc bước trở về phòng, tôi nghe bài nhạc Silent Night phát ra từ cái radio nhỏ, rè và nhiễu sóng bài hát cổ xưa của dân đức mừng lễ giáng sinh làm tôi phải dừng chân lại đúng ngay giờ noel giáng sinh là ngày lễ tôi thích nhất thích nhiều hơn sinh nhật bởi vì ông nội meyer bà nội striker và chú rob luôn có mặt trong buổi tối tiệc lễ giáng sinh với chúng tôi và còn mở qua nữa hai năm trước ngay ngày giáng sinh cơn bão tuyết đổ ập xuống Trenton lúc tôi được đi phép ở trại huấn luyện Fort Dix. Tôi nghĩ tới tuyết, món khoai tây nghiền và nước sốt của mẹ tôi và căn nhà ấm cúng trong mùa đông lạnh lẽo. Nó hình như có vẻ hơi xa vời, nhưng đứng ngay ở đấy, nghe bài nhạc Silent Night ở nơi an toàn và trong bóng đêm của trại FOB1 Tôi cảm nhận như có được một đêm Giáng sinh thực sự. Tôi cảm thấy vô cùng thú vị bởi vì trước đây vài giờ đồng hồ, tôi đã tưởng chừng như tôi không còn sống được nữa. Tôi cũng cảm thấy mệt mỏi và nghĩ mình đã già đi một ít. Rồi tôi trở về phòng, nơi tôi ở chung với Spider và Don working. Cơn ác mộng bắt đầu vào đêm ấy. Tự dưng, tôi thấy tôi cần trở lại ngay bãi đáp tôi cảm thấy được cái nóng của đám lửa. Tôi có thể ngửi được mùi khói và tôi bắt đầu ho khan. Thêm một lần nữa, tôi đứng ngay góc đồi, vẫy tấm vải màu hồng và tím, cố gắng làm cho viên phi công trực thăng đang xuống thấp. Về hướng chúng tôi, trông thấy tôi, tôi hồi tưởng lại cảnh quay chậm lúc ban ngày với một điều ngoại lệ chính. Khi chiếc khinh bi vừa xuống thấp, tôi trông thấy viên trung úy phi công trẻ ngồi ở ghế bay, chứ không phải là đại úy tường. Đây là viên trung úy đã thất bại trong lúc cố gắng mang phân nửa toán thám sát khỏi thung lũng A sao đầu năm. Sau khi viên phi công kỳ cựu đã bốc được nửa toán trước đó, viên phi công đàn anh đó chính là Đại úy Thịnh đã quay trở lại với những người lính thám sát còn lại sau khi viên trung úy đã hoảng sợ. Đại úy Thịnh đã bốc họ ra được một trong những hành động rút lui dũng cảm và gan dạ nhất trong lịch sử của CNC, Command and Control. Trong giấc mơ, tôi thấy và biết viên trung úy đó bởi vì các phi công đàn anh King bi đã kiên nhẫn làm việc với anh ta. Thật lặng im từ một nguồn tin các trưởng toán trong trại đều biết nếu anh ta bay và anh đang chạm địch thì hãy làm dấu thánh giá để giã từ cuộc đời đi anh ta đã không nhạy bén và dũng cảm như hai đại úy thịnh tường và hai trung úy trung trọng những người đã làm cho các quân nhân lực lượng đặc biệt trong trại fob một kính nể trong cơn mơ Tôi hoảng sợ quá đỗi khi tôi trông thấy mặt viên trung úy đó. Tôi la vào máy truyền tin PRC-25 và nói với Spider rằng Đại úy tường đâu? Đại úy tường đâu? Đổ chết tiệt! Khi la hét, tôi trông thấy vẻ hoảng sợ chạy dài trên gương mặt tròn của viên phi công trẻ và viên trung úy nhìn tôi với gương mặt tang tóc khi anh ta mang chiếc trực thăng lên cao khỏi bãi đáp bỏ chúng tôi lại dưới đất tôi cảm nhận được lửa được sức nóng và khói đang đến gần chúng tôi cổ họng tôi bị siết chặt mắt tôi đầy nước tôi ngồi thẳng dậy ở trên giường người tôi bây giờ đầy mồ hôi cổ họng tôi khô khan và mắt bị đau vì tưởng tượng về khói lửa sự kinh hãi giống như thật đến nỗi tôi đã không nhận biết được một con chuột đang chạy lon ton khỏi giường cho đến khi tôi nghe nó chạm đất. Hai ngày sau, tôi và Bấp Bờ ngồi nói chuyện với một người bạn thân của Bấp Bờ, Doug the Frenchman, lượt thuộc nô thuộc toán Virginia. The Frenchman, người người Pháp và toán của anh đã được bốc trước sau khi chạm địch vào ngày thứ năm của chuyến công tác gã người Pháp hỏi có phải bấp bờ đi công tác trong ngày Giáng sinh không? Anh nói cho đến ngày thứ ba của chuyến công tác, không tìm thấy hoạt động của quân địch để báo cáo. Và anh cũng quên hôm ấy là ngày lễ Giáng sinh. Không có gì làm, anh dò tìm các tần số trên máy PRC-25. Sau một vài lần, anh tìm được một tần số nói tiếng Việt, nghe rất rõ các tiếng nói nghe có vẻ khẩn cấp không hiểu được những người việt đó đang nói gì và không rõ họ là ai đức hỏi hoàng người thông dịch viên của toán nghe cuộc đàm thoại vài giây sau hoàng cau mày anh nói với đức rằng anh đang nghe tụi lính bắc việt và như là tụi nó đang mở một cuộc phục kích vào các người lính hoa kỳ tuy nhiên anh gặp trở ngại vì không thể hiểu được một cách chắc chắn là tụ lính Bắc Việt đang nói gì với nhau vì tiếng địa phương của họ và anh cũng không hiểu tiếng lóng của họ được. Rồi Hoàng nhìn vào chiếc máy truyền tin PRC25 với vẻ mặt kinh hoàng. Anh cho đất biết tụ Bắc Việt đang cố gắng phục kích toán Idaho. Đất báo cho Michael Chowdress trưởng toán Virginia biết Hoàng vừa nghe được những gì trên cái máy truyền tin và anh xin phép được vào ngay tần số khẩn cấp để báo động cho toán Idaho. Anh đã được chấp thuận. Lúc Hoàng tiếp tục theo dõi qua máy PRC-25, Đức mở máy cấp cứu và cất giọng gọi cô về. Thời gian ấy, anh không biết được là Spider đang ở trên vùng công tác khi anh đang giải thích những gì Hoàng nghe được trong radio. Viên thông dịch viên nắm lấy tay đất và bảo anh nói với Toán ở đây hồ rằng tội Bắc Việt đang phục kích chờ đợi ở hướng đông bắc vị trí của Toán. Đất lập tức báo cho Spider biết. Thêm vài phút theo dõi tiếp radio của bọn Bắc Việt, tần số FM bỗng nhiên tắt ngấm chiếc cầu vây chú tâm lo việc bốc chúng tôi và đã không trở lại tần số của toán Virginia. Bây giờ thì tôi biết từ đâu mà Spider biết được tin tức và tại sao mà anh không muốn chúng tôi di chuyển lên hướng Đông Bắc. Đất tiếp tục câu chuyện. Vào ngày thứ năm của chuyến công tác của Toán Virginia, Toán di chuyển đến một vị trí mới trên con đường mòn và anh ngồi ngay sau một khúc gỗ rất lớn nơi anh vừa quan sát được con đường mòn và vừa có thể ra hiệu cho các toán viên khoảng 2 giờ trưa tên trinh sát của một đại đội lính bắc việt rời khỏi con đường mòn và ngừng ngay trước khúc gỗ lớn nơi mà đất đang ẩn núp tên trinh sát trẻ con này bước tới bước lui và nhở một chân lên có vẻ như hắn sẽ bước lướt qua khúc gỗ. Trước khi cái chân tên này chạm đất, đất đứng dậy ngang hông tên lính đang hoảng hốt này. Tên lính Bắc Việt ngỡ ngàng nhìn vào mắt đất trong vài giây. Trông thấy cây súng AR-15 của đất đang chỉa lên thẳng vào người và biết được rằng hắn vừa làm một lỗi thảm sầu. Đây là lần nhảy toán thứ hai của đất với toán Virginia. Anh mất bình tĩnh, bắn hết cả băng đạn vào người tên lính Bắc Việt. Nguyên cả đại đội quân Bắc Việt sau đó rượt đuổi toán Virginia hơn một giờ đồng hồ. Cuối cùng, đất gọi xin không yểm và được một chiếc khinh bi bốc bằng thang dây. Với riêng đất, cuộc thám hiểm không dừng lại ở đây. Lúc chiếc trực thăng kéo anh lên khỏi mặt đất, cây súng AR-15 của anh bị quấn vào thang dây bên trên người anh. Thân anh thế là bị đảo ngược, đầu lộn xuống đất. Đeo mẹ cái đai đeo hình chữ D. Quân Bắc Việt vẫn còn đầy dẫy ở dưới đường mòn. Vậy là anh phải thảy lựu đạn súng quân địch và còn tìm cách bắn được vài viên đạn M79 khi anh được kéo vào trong trực thăng. Tôi và bấp Bờ nói thêm cho đất biết những sự việc xảy ra ngay vào ngày Giáng sinh và tụi tôi đã được may mắn như thế nào. Chúng tôi không muốn nghĩ thêm việc gì sẽ xảy ra nếu đất không bắt được làn sóng ấy. Tôi và bấp Bờ đều biết đất đã cứu mạng chúng tôi. Cái mà tôi không hề biết là cơn ác mộng của đêm Giáng sinh năm 1968. Lâu lâu, lại ám ảnh tôi cho suốt 25 năm. Một thời gian sau, tôi đã có thể ngồi thẳng lưng, ra mồ hôi với nỗi lo sợ khi cơn ác mộng lại đến. Cũng đã hơn 10 năm sau cơn ác mộng cuối cùng. Nhưng mỗi khi Giáng sinh đến, ác mộng hay không ác mộng, tôi luôn luôn dành ít phút giây nghĩ đến lòng dũng cảm của Đại úy Tường không hề chi đâu bạn kinh bi không bao giờ nghỉ ngơi hết john striker meyer tác giả và người dịch nguyễn văn phúc